Hello nha. Hôm nay Lộ PK lại có mặt ở sân bay Nội Bài. Đã khá lâu rồi mới đến đây. Và hôm nay Lộ PK sẽ cùng với thằng em đi vào trong Sài Gòn tránh rét. Và hẹn gặp lại anh em trong Sài Gòn với buổi chiều này nhá. Hôm nay sẽ có một cái chương trình khá vui vẻ đến với chung kết World Cup 2022 và có mặt ở Sài Gòn. Ở Hà Nội thì vẫn đang khá lạnh, trời tầm khoảng mười mấy độ. Nhưng mà cho tôi nghĩ rằng trong vào trong Sài Gòn là khá nóng và lại phải thay đổi quần áo ngay thôi. Ok. We'll be right back.
là Luận BK đã chính thức đến với lại Sài Gòn sau tầm khoảng gần 3 năm bắt đầu mới quay lại Sài Gòn, và hiện tại đang ở chỗ 137 Lý Tự Trọng và xuống sân bay lúc tầm khoảng 5 giờ chiều, bây giờ là 6 giờ kém, chắc lên nghỉ ngơi tí và chuẩn bị đi ăn thôi. Đầu tiên mà tôi làm được cùng với lại Lazada và những người đồng nghiệp rất là vui vẻ, và chúng ta đã cùng chạy khạc hết cả giọng rồi. Nhưng mà cũng xin chúc mừng một lần nữa dành cho Messi của các đồng đội. Thực sự là một trong những cái trang sự kỳ mới dành cho cả Messi và cả Argentina nữa. Tôi bây giờ chắc là sẽ phải về đi tắm rửa và ăn uống qua đêm thôi. Bởi vì cháy cả ngày hôm nay rồi, khá mệt mỏi nhưng thật vui. Cũng sẽ gặp lại anh em trong tầm chắc là ngày mai, buổi trưa mai để đi sang cái quán gọi là gì nhỉ? Cơm tầm của BBC nữa. Chúng ta gặp lại sau nhé.